Rồi, em Duy Long xin được gửi lời chào đến toàn thể anh em 5B và các bác nhé. Lại về hàng để phục vụ cho các bác và anh em đây. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu nhé. Đó, ngày hôm nay em lại về được cái đồ đang rất là hot. Rất là nhiều anh em đặt hàng của em, nhưng mà nói thật với các bác là hàng này bây giờ xỉ ở chỗ em người ta không buôn nữa. Và em là phải order trực tiếp bên Trung Quốc các bác nhé. Đó, order trực tiếp xong phải qua trung gian mới về đến đây. Đấy, như tiêu đề video em nói rồi, đây là chân kính nhưng mà nó là chân kính lùn nha các bác nhé, chân kính lùn rời đó. Hàng này rất là hot để cho anh em chơi condo thẳng và condo Z hạng ngắm nhé. Em biết không chơi được chỗ này không các bác nhé. Để nguyên siêu nguyên kiện này, về được 7, hình như là 70 bộ đấy. Bóc siêu cho các bác nhé. Anh em nào mua hàng thì đặt hàng luôn nhé. Các bác nào mà vừa rồi gọi cho em cái chân lùn ấy nó bị cháy hàng đấy thì anh em gọi lại luôn cho em nhé. Em bảo là hàng về hôm nào là em lên video đăng lên cho các bác hôm đấy, vì em nhiều bác hỏi quá em không nhớ được để mà ghi sổ ghi sách. Nói thật với các bác là hàng order, hàng đặt như thế này ấy, đôi khi nó về đủ, đôi khi nó về thiếu đó các bác ạ. Rất là nhiều trường hợp đặt hàng là bị thiếu rồi. Đây nguyên bao, nguyên siêu, nguyên kiện đây. Hàng đóng đây nha các bác nhé. Hàng order Trung Quốc đây, các bác nhìn đây thì biết ngay. Đây là cái tem, cái băng dính chống vỡ và chống va đập, chống nước của thằng tàu nha các bác nhé, chứ không phải là tem của Việt Nam nhé. Anh em nhìn phát biết ngay đúng không? Đấy. Đây là chân lùn nhé, chân lùn rời hạng ngắm cho thằng Condo Z. 180.000 một đôi. Ở Việt Nam bây giờ có mấy shop bán cái hàng này đâu. Hàng này cực kỳ là hiếm, đặt rất là khó. Được mấy chục bộ. Đây. Thoải mái cho các bác nhé. Bác đây ok chưa? Nhiều chưa? Nhiều chưa? Thoải mái cho các bác nhé. 70 bộ thì phải, 6 hay 70 bộ. Nói chung là em không nhớ, hôm trước em đặt mấy loại chân cơ. Nhưng mà về em kiểm tra thì về được cái chân lùn này. Đây. Đây, bộ phụ kiện theo kèm của nó chỉ là một hộp này thôi nhé các bác nhé. Một hộp này và cái chân lùn này. Một hộp thì bao gồm là lục lăng này và đôi chân. Đấy, có một con ốc này nó bị tuột ra. Chân này thì dành cho thằng Z hạ ngắm. Đây là chân lùn. Chân này thì nó có tác dụng là hạ cái trục thân kính sát với khung lòng hơn, để các bác ngắm bắn ở cái cự ly, ví dụ như 30, 40, 50 mét thì nó sẽ, ví dụ bắn ở cự ly 30 đến 50 mét, các bác để 0 ở 40 mét thì cái điểm 30 và 50 nó sẽ gần 0 nhất các bác nhé. Đây, em nó đây các bác nhé. Đấy, về một đống như thế này để phục vụ cho các bác đây. 180.000 bao cước vận chuyển nhé. Về quá là nhiều luôn. Nói chung là hàng này phục vụ cho anh em cả tháng trời các bác mua rồi. Bởi vì em bán nhiều loại lắm, mỗi loại em bán mỗi tháng mấy chục đơn vị hàng thôi là lên hàng mấy nghìn đơn vị ngay. Mặt hàng thì nhiều. Đấy. Đi theo của nó là hai chân kính này nhá các bác nhá. Đây một chân đằng sau là có ốc chí để các bác chí vào đít này. Đó, đây là bắt vào cái phía đuôi của kính nhá. Con trước con sau, con này có chân sau, con này có chân trước. Con sau thì sẽ có ốc nhọn để chí này. Đấy, và một con lục lăng đi theo kèm. Chân này là chân 14 mm nhá. Khoảng cách từ đuôi ở kính này đến khung này là 14 mm, 1,4 cm. Đó, còn chân thường của nó là hai, hình như là hai sao ấy, hai hơn hai một chút đấy các bác nhá. Đó thì tác dụng của nó là hạ thấp cái trục của thằng kính xuống sát với khung hơn. Đây. Về nó về một thùng như nhau mà nên sẽ không lẫn được, nên tháo cho các bác xem một bộ nữa. Nhiều lắm, về nhiều lắm các bạn. Đây, đúng rồi các bác. Đó, tháo cho các bác xem một bộ nữa. Như nhau cả mà. Một thùng chân kính liền khối ấy, và một thùng chân kính rời. Chân rời này em về trước, còn chân liền khối mấy hôm nữa sẽ về. Chân rời này là 180.000 bao cước nhé các bác nhé. Đó, các bác được quyền kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm mới thanh toán. Hàng cực đẹp, hàng này hạt nhập tàu nhé các bác nhé. Đấy, còn chân liền khối là 350. Chân liền khối thì 2-3 hôm nữa là về hàng. Em còn khoảng độ chục bộ nữa. Đấy, bán 2-3 hôm nữa là chắc kiểu gì cũng hết. Là về hàng để phục vụ cho anh em. Đấy, về một đống rồi nhé. Các bác nào mà có nhu cầu thì các bác liên hệ với em qua cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình nhá. Hàng về vô cùng nhiều để cho anh em lựa chọn nhá anh em nhá. Đấy, đợt này em chuyên bán phụ kiện lẻ để phục vụ cho anh em.
chân kính rồi khớp khiếc các kiểu này về đầy đủ cho anh em luôn, anh em chọn loại nào cũng được nhé, có gì anh em alo cho em nhé. Đấy. Rồi thì anh em nhớ ủng hộ em bằng một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, để ủng hộ em Long nhé các bác nhé. Sắp tới thì không bán cây đâu, ra toàn linh kiện lẻ để phục vụ cho các bác và anh em thôi. Thế nên là anh em có như nào anh em ủng hộ em hết mình vào. Đừng quên là đăng ký kênh và để chuông cũng như là bình luận dưới video giúp em nhé. Rồi em xin cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Đấy, em đi cất hàng đã.